ngày 2 tháng 7, tiến hành điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình liên quan tới bị can Nguyễn Sơn La, tức La Điên, sinh năm 1957, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Tô Duy Diệp, sinh năm 1982, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Sương để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Tô Duy Diệp. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo hồ sơ, trước tháng 12 năm 2020, Diệp là trưởng phòng lưu trữ thông tin địa chính, thuộc văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình. Sau đó, Diệp được Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Sương cho đến khi bị khởi tố. Cùng liên quan tới bị can La Điên, trong một tháng qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố, bắt giam 6 bị can để điều tra xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có các bị can như Đỗ Xuân Khu, sinh năm 1966, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương, Ngô Thị Bích Liên, sinh năm 1978, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Kiến Sương, Bùi Đức Chỉnh, sinh 1965, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang, Kiến Sương và một số bị can khác. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn La về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. La Điên từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, Nguyễn Sơn La thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép. Ngày 2 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Công Bình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, gọi tắt AB Bank, với 7 bị cáo liên quan. Theo cáo trạng, bị cáo Phan Công Bình, giám đốc công ty Công Bình, kinh doanh lúa, gạo các loại, có hành vi gian dối khi chỉ đạo nhân viên sắp xếp hàng rỗng ruột, không có gạo bên trong, rồi dùng số hàng này cầm cố vay tiền tại AB Bank Sài Gòn, dẫn đến tài sản bảo đảm thiếu hơn 7.200 tấn gạo. Tiền vay được, Phan Công Bình không sử dụng để kinh doanh theo phương án vay vốn, mà dùng trả nợ vay tại ngân hàng khác và dùng để đảo nợ tại AB Bank. Đến nay, dư nợ tại AB Bank còn gần 61 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán, không có tài sản bảo đảm. Các bị cáo tại AB Bank chi nhánh Sài Gòn gồm Trần Thế Lực, giám đốc, Cao Văn Anh, phó giám đốc, Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng giao dịch Soái Kình Lâm, AB Bank Sài Gòn đã không thực hiện đúng các quy định của ngân hàng trong kiểm đếm kho gạo, đồng ý giải ngân cho công ty Công Bình vay tiền, gây thất thoát cho ngân hàng. Đối với bị cáo Cù Anh Tuấn, tổng giám đốc AB Bank, cáo trạng xác định ông Tuấn biết công ty Công Bình không thể trả nợ quá hạn nhưng không chỉ đạo, quản lý, giám sát kiểm tra rủi ro thu hồi nợ, vẫn đồng ý giải ngân, tạo điều kiện cho cấp dưới giải ngân lần 4, lần 5 gây thiệt hại cho AB Bank. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quân, phó tổng giám đốc AB Bank, với vai trò quản lý tín dụng nhưng không có biện pháp quản lý, giám sát phòng ngừa rủi ro, thu hồi nợ, không đề xuất tổng giám đốc ngăn chặn việc giải ngân trái quy định của cấp dưới. Ngày 1 tháng 7, tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày tóm tắt báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm có dấu hiệu gia tăng. Trong 6 tháng qua, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 5.760 vụ với 8.514 bị can, tăng 456 vụ, 379 bị can so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tăng mạnh về tội phạm ma túy, tăng 28 vụ trên 40 bị can, xâm phạm sở hữu, tăng 315 vụ trên 4 bị can, trật tự xã hội,
Trật tự hành chính tăng 61 vụ trên 423 bị can. Riêng tội phạm về ma túy có diễn biến phức tạp, tính chất và mức độ ngày càng nguy hiểm, thủ đoạn che giấu tinh vi, chủ yếu vẫn là các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy như heroin, ma túy tổng hợp ATS, ketamin, methamphetamine. Đặc biệt, các chế phẩm từ cần sa, ma túy tổng hợp núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử đã xuất hiện ngày càng nhiều do thị trường thực phẩm, đồ uống chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây khó khăn cho công tác quản lý và phát hiện tội phạm. Trong 6 tháng qua, thực hành quyền công tố, kiểm soát việc giải quyết nguồn tin tội phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã kiểm soát 100% việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra, phối hợp cùng cơ quan điều tra, bảo đảm việc phân loại, xử lý có căn cứ, đúng pháp luật đối với 6.623 người, tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng các vụ nghiệp vụ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, tập trung giải quyết tốt những vụ việc phức tạp, những vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quan điểm giải quyết của Viện Kiểm sát và kết quả giải quyết của tòa án đều cơ bản phù hợp, đúng quy định, các vụ án được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội đúng pháp luật, với mức án vừa nghiêm khắc, vừa có tính nhân văn, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho nhà nước được tăng cường, đã thu hồi được số lượng lớn tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho nhà nước, ông Đào Thịnh Cường nhấn mạnh. Trước tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ, nhất là các nhóm tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, giết người, lừa đảo qua mạng, xâm hại tình dục trẻ em, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý. Sáng ngày 2 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng của đơn vị vừa chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 8 thành phố Cẩm Phả, phát hiện thu giữ lượng lớn nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ. Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, Cẩm Phả, lực lượng liên ngành phát hiện xe tải do Phạm Văn Chinh, sinh năm 1997, ở thôn Đồng Tâm, xã Yên Thang Tiên Yên Quảng Ninh điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở 50 thùng xốp, gồm 14 thùng nầm và 36 thùng giả con động vật. Toàn bộ số hàng được cấp đông lạnh có trọng lượng gần 2 tấn và không có hóa đơn chứng minh xuất xứ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe Phạm Văn Chinh đưa phương tiện và toàn bộ số hàng hóa trên về trạm biên phòng cửa khẩu cảng Mũi Chùa thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả để xác minh làm rõ. Quá trình làm việc, tài xế khai nhận chở thuê số hàng trên từ huyện Hải Hà với tiền công 6 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ để xử lý và tiêu hủy số nội tạng động vật nêu trên. Ngày 2 tháng 7, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông cho biết, tất cả bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe khách tại đèo Cùi Chỏ, đoạn qua xã Quảng Khê, huyện Đắk Long đã xuất viện. Cùng ngày, bà Hờ Vinh Nhi Ê, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cho biết, bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn cũng đã xin về Bình Dương để điều trị theo nguyện vọng. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 61B02973 sản xuất năm 2007, niên hạn sử dụng đến năm 2027. Lần gần nhất xe này đăng kiểm là ngày 21 tháng 3 và hết hạn kiểm định ngày 20 tháng 6 năm 2024. Như vậy, thời điểm xảy ra tai nạn xe khách đã hết hạn kiểm định 11 ngày. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, khoảng 13 giờ trưa ngày 1 tháng 7, xe giường nằm loại 45 chỗ mang biển kiểm soát 61B02973 do tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, trú tỉnh Bình Dương, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng từ trung tâm huyện Đắk Long đi thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Khi di chuyển đến đèo Cùi Chỏ, xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, xe khách bất ngờ tông vào hộ lan và lật xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách bị thương, rất may không có người tử vong. Ngày 2 tháng 7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đang tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân N, 30 tuổi, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải,
tỉnh Bạc Liêu do biến chứng sau tiêm chất làm đầy, filler, không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân N nhập viện vào chiều ngày 28 tháng 6, trong tình trạng nổi nhiều nốt nhọt và cuộn nhọt, rỉ dịch, sưng và đau vùng cằm hàm kèm dấu hiệu nhiễm trùng như sốt. Trước đó bệnh nhân có thẩm mỹ, tiêm chất filler không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô tế bào vùng cằm sau tiêm filler thẩm mỹ. Đây là biểu hiện của biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler do kỹ thuật không bảo đảm vô trùng và sử dụng các sản phẩm filler không an toàn. Sau khi điều trị, tình trạng bệnh nhân N đã có chuyển biến tốt. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, khi tiêm các chất làm đẹp không rõ nguồn gốc xuất xứ, bệnh nhân rất dễ gặp các biến chứng thẩm mỹ từ nhẹ đến nặng. Trường hợp này do được phát hiện và điều trị kịp thời nên người bệnh nhanh chóng phục hồi, không để lại sẹo. Tuy nhiên, những trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến tắc mạch, hoại tử. Chiều ngày 1 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện biên giới Tri Tôn. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn huyện Tri Tôn tồn tại một sòng bạc với quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài tỉnh đến tham gia, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sau thời gian theo dõi mật phục, khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 6, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một vườn xoài thuộc tổ 25, khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bất ngờ ập vào, phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc hơn 28 triệu đồng, thu giữ trên người các đối tượng hơn 103 triệu đồng, 17 điện thoại di động các loại và những vật chứng liên quan hoạt động lắc tài xỉu của các đối tượng. Quá trình điều tra, xác định sòng bạc trên tồn tại trong một thời gian dài. Đối tượng tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi, sử dụng nhiều người để canh đường, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động tổ chức đánh bạc, gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra triệt phá. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.